Mình chào các bạn nhỏ thân thương của tạp chí Tuổi Hoa. Các bạn và các em nhỏ thân mến, trong 15 phút của chương trình tạp chí Tuổi Hoa ngày hôm nay là ghi nhận của các anh chị phóng viên về chương trình Trung thu yêu thương. Cuối chương trình là tiểu mục khéo tay và tiếng hát Tuổi Hoa. Chúng mình cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình hôm nay các em nhé. Các bạn và các em nhỏ thân mến, cứ mỗi dịp đến tháng 8 âm lịch hàng năm thì mỗi người lại náo nức chào đón Tết Trung Thu, đặc biệt là các bạn nhỏ. Nếu như nhiều bạn nhỏ chúng mình đã được bố mẹ chuẩn bị cho một Tết Trung Thu ấm cúng, với nào là đèn ông sao, nào là bánh kẹo, thì đâu đó quanh mình vẫn còn rất nhiều các bạn nhỏ chưa được biết đến Tết Trung Thu. Với mong muốn mang Tết Trung Thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Thiên đoàn, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Home Vita đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, dành tặng những món quà ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật. Chúng mình cùng đến với chương trình ý nghĩa này nhé! Để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn, Thiên đoàn, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Home Vita đã tổ chức Trung thu yêu thương tại trường trẻ em khuyết tật tỉnh. Trong đêm hội, hơn 150 trẻ em nghèo khuyết tật tại Quảng Trị đã được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được nghe những câu chuyện thú vị và được cùng với nhau thể hiện lời ca tiếng hát để cảm ơn ban tổ chức chương trình. Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị và mái ấm Thìn Hồng từ lâu đã trở thành mái nhà chung gắn bó của những cuộc đời không may mắn, nơi ươm mầm cho hơn 150 bạn nhỏ kém may mắn, trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực vươn lên, chất lượng đào tạo nơi đây ngày càng được nâng cao. Có thể nói, Tết Trung Thu sẽ mãi chỉ là một giấc mơ đối với trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị nếu như không có sự chung tay góp sức của xã hội. Tại chương trình, các em được chơi các trò chơi tập thể, được xem biểu diễn múa lân, văn nghệ và được trao tặng bánh Trung Thu, lồng đèn và tham dự lễ hội rước đèn vô cùng hấp dẫn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các em học sinh kém may mắn, giúp các em quên đi thiệt thòi của bản thân, thêm yêu cuộc sống hơn và được đón một cái Tết Trung Thu ấm áp, trọn vẹn. Em cảm thấy Trung Thu năm nay rất là vui vì mọi người đến đây cũng đông vui. Bọn em và bọn em cũng được nghe hát, được nhận quà. Em cảm nhận sự quan tâm của mọi người dành cho bọn em. Trung Thu năm nay đối với bọn em rất là đặc biệt vì bọn em nhận được nhiều món quà từ những người hảo tâm. Nên em cảm thấy rất là vui. Để tổ chức được chương trình Trung Thu yêu thương năm nay, ba đơn vị thành đoàn, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Home Vita đã thực hiện đêm nhạc kết nối yêu thương trước đó để gây quỹ cho chương trình. Chính sự chung tay của các mình thường quen trong đêm nhạc gây quỹ đã tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ mang yêu thương đến với trẻ em đặc biệt. Tôi muốn mang đến cho các em một mùa Trung Thu thật là ý nghĩa, thật vui và tràn ngập yêu thương để giúp cho các em có động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhìn thấy những nụ cười phấn khởi trên gương mặt của các bạn nhỏ đến trường trẻ em khuyết tật và trung tâm mái ấm Thìn Hồng thì tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng mong muốn tiếp tục được đồng hành với các em trong các mùa Trung Thu tiếp theo. Trung Thu được coi là Tết của thiếu nhi khắp mọi miền đất nước, nhưng với các bạn nhỏ ở mái ấm Thìn Hồng và trường trẻ em khuyết tật, thì Trung Thu năm nay không chỉ đem đến niềm vui mà còn cả niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống khi các em đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và từ những bạn trẻ đầy nhiệt huyết. Các bạn và các em nhỏ thân mến, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp của học sinh tiểu học, rèn cho các bạn nhỏ kỹ năng và thói quen trình bày vở viết chữ đẹp, trên cơ sở đó hình thành và phát triển đức tính tốt như cẩn thận, thẩm mỹ, kiên trì, sáng tạo và biết giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Việt Nam. Các bạn nhỏ khối tiểu học trường Trưng Vương đã cùng nhau tham gia ngày hội viết chữ đẹp sáng tạo và thư pháp, giữ gìn bản sắc Việt. Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã nói,
Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài vở của mình. Bởi chữ viết là một trong những phát minh vĩ đại của con người. Từ khi ra đời, chữ viết là công cụ đắc lực trong việc ghi lại, truyền bá toàn bộ kho trí thức của nhân loại. Chẳng những vậy, con người còn coi chữ viết như một người bạn thường xuyên gần gũi thân thiết với mình. Từ tình cảm ấy, con người muốn chữ viết cũng phải đẹp, đẹp cho chính nó, đẹp cho con người. Những mẫu chữ đẹp còn là môi trường quan trọng bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất tốt như tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. Đến với hội thi năm nay là sự tham gia tranh tài ở tất cả các lớp bậc tiểu học. Các thí sinh dự thi ở hai nội dung viết chữ đẹp sáng tạo và viết thư pháp với tiêu chí chữ viết đẹp kết hợp với mỹ thuật trình bày sáng tạo. Em thấy cuộc thi này rất là mới lạ và hấp dẫn. Cuộc thi thư pháp thì cho chúng em được rèn luyện chữ viết và được thỏa sức sáng tạo ra cái đẹp. Đặc biệt khi mà luyện tập thư pháp thì cho chúng em hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước. Theo em, luyện chữ viết đẹp mang lại cho chúng em rất nhiều tác dụng. Nó làm cho em viết đúng, viết đẹp, rèn luyện tính kỷ luật, tính cẩn thận, cũng như giúp em biết chăm chỉ bài của mình cho thật đẹp hơn. Hội thi viết chữ đẹp cho học sinh bậc tiểu học được trường Trương Vương quan tâm tổ chức thường niên đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Thành quả của hội thi này là nhờ phong trào thi đua, các lớp không có học sinh viết chữ xấu mà nhà trường đã phát động 4 năm trở lại đây. Hội thi là động lực để các thầy giáo, cô giáo quan tâm hơn nữa việc rèn luyện chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt cho học tập của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Với việc luyện nét chữ, rèn nếp người cho học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp tiếng nói và chữ viết của dân tộc. Qua hội thi, chúng tôi muốn giáo dục học sinh tình yêu chữ Việt, tình yêu tiếng Việt và giáo dục các em ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ. Và cái việc này là chúng tôi cần phải làm ngay từ bậc tiểu học để cho các em có một cái nền tảng rất là vững chắc khi lên học tiếp các bậc cao hơn. Nét chữ, nét người, giữ gìn bản sắc Việt của khối tiểu học trường Trương Vương thực sự đã tạo ra được một phong trào vô cùng ý nghĩa, giúp các em học sinh rèn luyện được đức tính nhẫn nại, kiên trì khi nắn nót từng nét chữ. Qua từng nét chữ, chúng ta cũng có thể phần nào dự đoán được tính cách của mỗi người, qua đó góp phần giáo dục thái độ quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp tiếng nói và chữ viết của dân tộc Việt Nam. Chị Bến xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị rất vui khi được gặp các em trong chương trình tạp chí tuổi hoa. Để với tạp chí tuổi hoa hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm một bức tranh bông hoa rất là xinh xắn. Và nguyên vật liệu gồm có giấy A4, giấy màu cam, màu xanh và kéo. Kéo hai mặt và sụp bi tích màu đen. Bây giờ bước đầu tiên mình sẽ dùng giấy A4 màu trắng và băng keo hai mặt để đính những tờ lại với nhau. Mình sẽ lần lượt dán từng tẩy giấy vào để tạo một đồ cứng. Khi các em tạo được một đồ cứng thì mình sẽ dùng giấy bi tích màu đen để làm khung. Và khung thì các em đo chiều ngang và chiều dọc theo tờ giấy A4 này. Sau khi các em cắt được cho chị một tờ hàng ngang và một cái hàng dọc thì mình sẽ dùng băng keo và tiếp tục dán vào tờ giấy này. Sau khi làm các bước đó thì mình đã được một cái bức tranh như thế này. Và bước tiếp theo chị sẽ hướng dẫn các em cách làm bông hoa. Bông hoa hôm nay chị sẽ làm bông hoa màu cam và thân cây màu đen. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bông hoa. Đầu tiên mình sẽ cắt một góc của giấy màu cam ra thành một hình chữ nhật
và mình sẽ tạo những cánh nhỏ. Sau khi các em cắt những cánh nhỏ như thế này thì bây giờ mình sẽ làm một điểm cố định để gắn những cánh nhỏ này vào. Bước tiếp theo mình sẽ làm một nhụy tròn màu đen. Như vậy là chị đã hoàn thành xong một bông hoa. Với các bước như vậy thì mình sẽ làm rất là nhiều bông hoa cho một bức tranh này. Với các bước đó chị đã làm được trên một bức tranh có 6 bông hoa và mình sẽ gắn cố định với những bông hoa này vào. Khi tạo những cố định những điểm bông hoa trên bức tranh này thì mình sẽ làm theo một cái thân cây và thân cây mình sẽ làm màu đen. Bên này chị đã dán xong thân cây, bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn cách làm lá ở xung quanh bức tranh này. Lá thì mình sẽ dùng màu xanh lá cây và tạo thành những nhánh nhỏ. Sau khi cắt những chiếc lá nhỏ này thì mình sẽ dán ở dưới của bức tranh. Sau khi làm các bước thì chị đã hoàn thành xong một bức tranh như thế này và mình sẽ trang trí thêm những con vật yêu thích với các em. Thì bức tranh này chị sẽ dùng một con bướm. Như vậy là chị đã hoàn thành xong bức tranh rất là đẹp mắt và xinh xắn và không gặp bạn nhỏ. Chị chúc các em sẽ thành công và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
Các bạn và các em nhỏ thân mến, 15 phút của tạp chí Tuổi Hoa tuần này xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và các em nhỏ vào chương trình tạp chí Tuổi Hoa tuần sau các em nhé.